Mến chào anh em nha. Hôm nay đến đây á, nhớ gặp con mấy cây đẹp quá anh em ơi. Mình cũng muốn ghi hình cho anh em xem ha. Ồ, cái màu nó cam cam, dễ thương quá chừng luôn nè. Con này con gì ta? Ơi, trời ơi, nó dễ thương kìa. Nhỏ nhỏ này nè. Trời ơi, dễ thương quá. Đó, đang làm lên clip nè, lên clip để trồng mì hay gì ta. Nhỏ mà tiếng máy nó mạnh ghê ha. Tới luôn anh ơi. Ồ, chạy phà phà luôn em ơi. Dữ dằn không? Khung cảnh mấy cây xe ninh ha. Quá dữ. Mấy cây xe ninh các bạn ơi. Rồi, quẹo lên luôn. Luôn. Quá đã nè. Lên clip cùng mì. Đó, lên clip cùng mì hay gì nè anh em. Ừ, mới cài. Cái này trong Mỹ á anh? Trồng gì? Bơ bầu ý hay gì? Đậu bắp hả? Ờ. Ủa, hôm nay là nó cài nhiều không ta? Mới cài nữa hả? Ngoài chiếc này còn nữa không? Không biết. Đi kiếm máy cài quay. Thích mấy cái máy lạ lạ đó. Mấy con này cũng chạy dữ ha. Hai cầu á. Nhỏ xíu là hai cầu. Ồ, cái dòng này mới gặp lần đầu luôn các bạn ơi. Không biết hiệu gì luôn ha. Cái bồ đã. Cái anh em là Cuộc Sống Tây Ninh. Dạ. Vô YouTube anh gõ là ra. Thì hỏi kênh là biết rồi đó. Dạ. Kể cho vui. Rồi, khởi luôn anh em ơi. Tới luôn. Ủa, nhẫn. Dạ. Tới luôn. Ủa, dữ không? Cậu ơi, con này không biết nhiều HP nữa anh em ơi. Nhìn nó nhỏ, gọn gọn giống như mấy con cái gì Aisaki. Nó giống như mấy con Aisaki 2000 mấy nữa ha. Nhìn gọn gọn, gọn dễ thương quá. Đó, nâng lên nè. Rồi, nâng lên anh ơi. Đó, ghe lại. Phải vô luống mới được các bạn. Dễ dàng ha, quẹo lại luôn. Nôn. Công nhận anh này chạy cũng cứng vậy ha. Chiếc nhỏ coi vậy chứ nó khó lái hơn chiếc lớn anh em. Rồi, tới luôn. Uôn, bỏ xuống nhẫn. Nhẫn, uôn. Ồ, đi dữ ta. À, cái vàng clip nè các bạn. Vàng clip nè. Đó, nghe nói là cái vàng này cũng mấy chục triệu một cái ha. Để có dịp nhỏ hỏi anh tài xế thôi coi. Cái vàng đó mua bao nhiêu ha. Mua nhiều. Để quay cho các bạn xem ha. Quá đã các bạn ơi. Rồi xuống luôn, nhấn luôn. Máy cày hai cầu, không biết hiệu gì luôn, xa quá. Rồi. Dữ rồi, cũng mạnh ghê ha. Các bạn đang xem là khung cảnh máy cày ở xứ Tây Ninh. Đó, lên nước lên đồ. Nướng. Ồ, cũng nặng máy dữ ha. Nhưng mà con này chạy nó nhẹ dầu, ít hao dầu các bạn. Nó thì nhỏ mà.